thấp xuống, thấp đèn xuống. Rồi thế. Ok. Trong quá trình chúng ta mà thực hiện là này thì chúng ta nên có một cái nguồn sáng để nó sẽ chiếu để chúng ta sẽ nhìn thấy rõ cái thành của cái sẹo và cái phần bóng của nó. Cao nhất là phần nào thì chúng ta sẽ là ở phần đấy. Trong quy trình điều trị sẹo rỗ, sẹo lõm thì là sẹo hay mài sẹo là một bước rất quan trọng. Có thể thực hiện vào buổi đầu tiên hoặc là buổi cuối cùng với mục đích nhằm san phẳng bề mặt da những cái vùng sẹo rỗ, sẹo lõm trước khi điều trị hoặc là hạ thấp cái thành sẹo lõm sau những bước điều trị trước đó để nhằm tăng cái hiệu ứng cho hiệu quả điều trị. Nếu ban đầu những trường hợp sẹo quá nặng, rỗ nhiều, bề mặt gồ ghề như tổ ong thế này thì sẽ nên dùng laser COI fractional hoặc laser COI thường để là toàn bộ bề mặt luôn. Nhưng thường thì bước là sẹo này trong quá trình điều trị sẹo lõm được thực hiện vào buổi điều trị cuối cùng, thường làm với những trường hợp mà mảng nhiều sẹo lõm, nhiều bờ sẹo cạnh nhau gồ cao lên gây sơ kéo bề mặt, hoặc những sẹo đơn lẻ, sẹo thành dựng đứng thuộc cái dạng sẹo đáy vuông. Sau khi là sẹo xong thì toàn bộ bề mặt sẽ trông đồng đều, thành sẹo sẽ thấp hơn đối với những sẹo đứng đơn lẻ và nó sẽ giúp cho cái hiệu ứng ánh sáng khi chiếu từ trên xuống sẽ làm cho sẹo nhìn cảm thấy nông hơn và bề mặt sẽ đồng đều hơn, giúp cho tăng hiệu quả điều trị nhờ có cái hiệu ứng ánh sáng bởi thành sẹo nó được thấp xuống.